Và sau đây hôm nay mình xin được review về cái Genomark Eraser làm sao để sử dụng này. Thật ra đây chính là cái viết có giúp bạn bôi mực của cái viết này. Đây mình có thể thấy. Còn việc sử dụng Panola chúng ta phải dùng đến thinner, dung dịch thinner pha sơn, các bạn có thể bôi. Và đây tôi sẽ hướng dẫn cho bạn xem. Đây giả sử như tôi sẽ tô đen này lên, đấy đây còn vết cũ. Vâng, và chúng ta sẽ dùng một cây tăm bông, dùng cái này chống lên một ít và xem điều gì sẽ xảy ra nhé. Đây để thấy cho tôi sẽ dùng cái đầu đó, tôi sẽ lao ra đó, không còn một vết nào, khá là sạch. Và đây chính là mực đã thấm vô cái tăm bông hút mực đây, và chúng ta rất là sạch sẽ. Nếu mà trên bề mặt còn ở mức, các bạn dùng khăn giấy mấy mấy hoặc dùng đầu tăm bông khô, các bạn lau ra cho nó khô. Đó là cách sử dụng cây GM Eraser. Vâng, xin hãy nhớ. Vâng, xin cảm ơn bạn đã xem clip hướng dẫn sử dụng kênh Marker Eraser. Hãy like và chia sẻ để được kênh của tôi được lớn mạnh hơn. Mong các bạn ủng hộ. Nếu có gì sai sót, mong các bạn qua. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.